nếu một ngày được tỉnh lại trong cơ thể của một cô gái xinh đẹp Điều đầu tiên bạn sẽ làm gì? Nói thế thôi, không cần hỏi tôi cũng biết Nhưng mà thôi, hãy xem video để cảm nhận độ nóng bảo. Tôi là Lele và đây là Rui Sam Your name Bộ phim bắt đầu khi nữ chính Mitsuha đang ngủ trong phòng Có một giấc mơ kỳ lạ, một chàng trai kỳ lạ và một câu hỏi kỳ lạ Anh có nhớ em không? Chàng trai ngờ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì cả hai đã bị chia cách Nên Mitsuha quăng sợi dây buộc tóc và hét to tên mình. đúng lúc này cô giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng và phát hiện Véo mình này to thế nhở Nên lập tức thực hiện màn thể dục buổi sáng Ta nói nó vậy Ơ kìa tay à Đúng lúc này Em gái Yosuha bước vào Tưởng chị mình biến thái Tức giận quạt ầm lên rồi bắt Mitsuha dàn sáng Cô đi đến trước gương thay đồ Nhưng quần vừa tụt xuống Thì giật mình hét toáng lên What the fuck bro? Một con kêu xuất hiện ư? Trong bữa sáng, bà ngoại hỏi cô một câu vô cùng kỳ lạ. Ủa hôm nay chắc không chơi đó hả? Miss Hà đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thì đài phát thanh vang lên, thông báo về cuộc bầu cử thị trường cho thị trấn Itomori. Bà có vẻ không thích điều đó, nên chuyển sang xem TV. Lúc này đang chiếu bản tin về sao trời Tiamat có thể xuất hiện trong tháng tới. Miss không quan tâm chi dần tiếp tục ăn, rồi sửa soạn cùng em gái tới trường. Trên đường đi cô gặp hai người bạn thân, Sayachi và Tessie. Tessie nói Miss Hà bị ma nhập, rồi hỏi đã tìm Ed Gordon hay chưa khiến chờ cổ méo hiểu gì Đúng lúc này, họ gặp cuộc vận động tranh cử. Người phát biểu lại là ông Miyami, bố của Mitsuha. Nhân vật này, lát tôi kể sau, cô chẳng ghét sự bàn tán của người dân và bạn bè về ông, nên cúi đầu nén tránh muốn rời đi, nhưng lại bị ông Miyami nhìn thấy. Quát lớn, sao không ưỡn ngực lên mà đi? Là méo chỉ có ngực mà ưỡn. Sau đó Mitsuha từ lớp học, chăm chú viết bài, bất ngờ phát hiện ở trang tiếp theo có một dòng chữ kỳ lạ. Bà là ai? Đang bàn khoăn không biết ai đã viết. Thì đúng lúc này, cô giáo gọi tên Mitsuha trả lời câu hỏi. Cô ở đứng bật dậy, khiến cho cả lớp cười ồ lên. Mitsuha lại ngơ ngác méo hiểu chuyện gì nên hai người bạn thân giải thích rằng hôm qua cô như người mất trí ngao đà và lìn nhưng Miss Hà lại chỉ nhớ rằng mình có một giấc mơ trở thành người khác Tessie chợt nhận ra nguyên nhân là tiềm thức kiếp trước hoặc là ký ức của thế giới song song Ơ đi viết báo này. Điều đó tất nhiên không giúp được gì, mà chỉ khiến Miss Hà nghĩ rằng Tessy đã viết vào vừa cô, không tìm nổi nguyên nhân. Họ chán nản ra về, hai cô gái phàn nàn về thị trấn Itomori, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Tessy thì đột nhiên dừng lại, nói muốn nghỉ chân tại quán cà phê. Hai cô gái tỏ vẻ thích thú rồi bắt anh dẫn lên đó. Nhưng quán cà phê này đây ư, view như cực, nên Miss Hà chủ động cosplay đen vâu, về nhà chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của đền Miramizu, đồng thời nghe bà kể về đại hỏa hoạn Mayukoro, lần thứ N, cùng những lời ca ram về bố cô, người đã rời đến Miramizu để tham gia vào chính trị. Trong lúc đó, ông Miyami đang ăn thịt chó cùng một chủ thầu, cũng là bố của Tetsi, ban về việc sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử. Tetsi cảm thấy mệt mỏi vì bố mình tham nhũng, nên muốn đến lễ hội Miramizu giải sầu. Nơi mà Mitsuhara và em gái đang thực hiện điệu múa quả truyền thống, rồi bắt đầu nghi thức làm rượu, nhai cơm, nhổ ra để lên men và trở thành rượu kuchi Mizake. Yêu cho tiền tôi cũng không dám uống luôn á khi Mr. Hà đang thực hiện nghi thức thì lũ bạn cùng lớp đến xem bàn tàn xôn xao khiến cổ khó chịu vờ lờ lễ hội kết thúc cô không hài lòng với cuộc sống hiện tại nên hét thật to ước nguyện của mình mong kiếp sau vẫn là anh em không mong kiếp sau có thể làm công tử sống ở Tokyo. Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức reo lên. Mr. Hà muốn ngủ thêm 5 phút nữa. Cô vơ lấy cái điện thoại để ngã xuống đất bùm cô phát hiện điều ước đã thành sự thật và bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ không tin vào mắt mình cô lập tức sợ à nhầm cô lập tức cử sơ ơ kìa có thật này ngay lúc đó có tiếng gọi cô gian sáng khiến mr hàng ngờ ngác vì giấc mơ này thật kỳ lạ khi đã cho cô một thân phận mới với cái tên tà kỳ một ông bố mới ở cùng nhà và hơn hết là một cách đi tè mới Đúng lúc này điện thoại reo lên là tin nhắn từ sa gửi đến thúc giục Taki đi học để trải nghiệm cuộc sống hàng mong ước. Misuha vội mặc quần áo và lên đường đến trường. Cho Tokyo phồn hoa khiến cho cô cảm thấy hưng phấn nhưng có một vấn đề là cô hống có biết đường. Nên đến trường thì cũng đã là giữa trưa, cô bắt gặp Từ Sư Kasa và được dắt lên sân thượng để ăn trưa cùng Sinta. Họ rủ cô đến quán cà phê và tất nhiên Mr. Hà rất hào hứng vì điều đó, nhưng mức giá đã khiến cô choáng ngợp. Mà thời kế mén á, cứ tận hưởng đã, đang thỏa mãn thì Mr. Hà lại nhận được thông báo muộn giờ làm nên đành hỏi hai người bạn vì không hề biết chỗ làm ở đâu, khiến Từ Sư Kasa và Sinta ngạc nhiên. Akira làm phục vụ tại một nhà hàng Ý. Và tối hôm đó, Mr. Hà chạy bằng bốn chân cũng Hồng hết việc, đồng thời liên tục nhận những lời cam ram. Không những thế, cô còn bị một tên khách hãm lìn bắt bẻ, nên đã hỏi ngược lại với vẻ mặt đầy ngây thơ. Đơ mơ mơ, thích gì? Điều này khiến hắn tức giận, nhưng may mắn là có tiền bối Ukudera đã ứng cứu. Tối hôm đó, họ phát hiện ra váy của cô đã bị rách, thì ra tên bản nãy đã ngấm ngầm rửa trò. Thấy vậy thì Mr. Hà đã kéo Okudera vào phòng kín và yêu cầu cởi quần ra. Hey bro, theo lại phần quần đã rách em mà. Điều này khiến Okudera có một cái nhìn khác về Taki. Kết thúc công việc, Mr. Hà mệt mỏi trở về nhà. Nghĩ giấc mơ này sắp kết thúc nên mở điện thoại ra và phát hiện Taki có thói quen viết nhật ký. Cô viết lại những gì mình trải qua ngày hôm nay. Nhưng bất chợt nhớ ra câu hỏi bà là ai trong cuốn vở nên ghi Mr. Hà vào bàn tay trái rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong căn phòng của mình nhưng điều kỳ lạ là trên tay trái cũng có dòng chữ bà là ai bà là cái quái gì vậy cùng câu hỏi của Yos Suha. Hôm nay chị không tự sướng nữa à? Khi đến trường, các bạn lại bàn tán xôn xao về cô. Còn Sayachi thì kể lại toàn bộ sự việc rằng trong một buổi học vẽ, khi nghe những lời bàn tán về bản thân, Hà đã tức giận đập bàn với một vẻ mặt gầu đét khiến cả lớp hoảng sợ. Sau khi nghe xong, cô dường như đã phát hiện điều gì đó, vội vã trở về nhà và mở quyển vở của mình ra, thấy rất nhiều bức tranh và dòng chữ kỳ lạ. Hà nhận ra một điều cực kỳ điên rồ rằng cô và anh chàng tên Taki đã hoán đổi thân xác cho nhau. Cùng lúc đó tại Tokyo, Taki cũng thấy tên của Mitsuha trên bàn tay. Một đoạn nhật ký kỳ lạ, ánh mắt ngạc nhiên của hai người và nhất là sự quan tâm của chị Okurera. Mọi thứ khiến Taki cũng nhận ra rằng mình đã hoán đổi thân xác với Mitsuha. Những ngày tháng sau đó, sự hoán đổi của hai người xảy ra một cách liên tục, khoảng hai ba lần trong một tuần. Để bảo vệ cuộc sống của hai bên, họ đã đặt ra quy ước, đồng thời lưu lại những hoạt động trong ngày. Nhưng họ đã vi phạm rất nhiều quy ước. Phải tới thì. <laughs> taki trong thần sáp của mitsuha tự tin khỏe cá tính thu hút được cả nam và nữ trong trường còn mitsuha trong thần sáp của taki cũng phát triển mối quan hệ với chị okudara ngoài ra thì cả hai đều vô cùng thích bàn thẩm du mỗi khi hoán đổi một buổi sáng nọ taki thức dậy trong thân thể của mitsuha theo thói quen nhìn xuống ngực tự nhủ không làm điều đó nữa nhưng thấy vớ mà không bóp thì chịu nên vẫn miệt mài hoạt động đến khi yosuha gọi gian sáng sau đó taki cùng bà và em gái lên núi để làm lễ tế thần trên đường đi cậu nghe bà kể về vị thần bảo hộ của thị trấn itomori musubi trong sự kết nối giữa con người là musubi, thời gian là musubi, nước, cơm hay rượu cũng là musubi, cức cũng là musubi, nói chung tất cả đều là musubi. Họ đến thần thể của đền Miramizu, thế giới ấy ấy để thực hiện nghi lễ tế thần, dâng lên rượu Kuchisa Mizake mà hai chị em đã làm lúc nãy. Lúc hoàn thành nghi lễ cũng là lúc hoàng hôn buông xuống nên họ dừng lại để ngắm khoảnh khắc Takaware Doki. Nhưng mà khi đang đắm chìm trong cảnh sắc nơi đây, Taki lại nghe thấy câu hỏi của Yosuha, có thể thấy được sao trời không nhỉ? Cậu ngạc nhiên vì chưa biết thông tin gì. Đúng lúc này bà đột nhiên hỏi, Sư Hà cháu đang làm mơ hả? Bùm, Taki trở lại với thân xác của mình, nhưng kỳ lạ là cậu đã vô thức rơi nước mắt, dường như có một điều vô cùng bất an vừa xảy ra. Bỗng một Kurera gửi tin nhắn tới, là Miss Hà đã giúp cậu hẹn hò cùng tiền bối. Taki vội vã đến trước nhà ga, cùng Crush ngắm thành phố, ăn trưa và cuối cùng là đi xem triển lãm. Tại đây cậu lướt qua các bức tranh, bất ngờ bắt gặp hình ảnh của thị trấn Itomori, rồi đắm chìm vào trong đó cho đến khi bị Ukurera đánh thức. Buổi hẹn hò kết thúc. Lúc này cậu mới hỏi, có phải là em thích một cô bé khác mà không phải chị đúng không? Taki liên tục phủ nhận, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả hiểu được câu trả lời okudera nhìn sang trái buồn bã ra về còn taki ở lại xem ghi chú của mitsuha trong đó có ghi buổi hẹn hò kết thúc cũng là lúc sao trổi rơi xuống nhưng cậu lại không biết gì về sao trổi gọi cho mitsuha để hỏi xem có chuyện gì nhưng không ai bắt máy trong khi đó mitsuha đang chuẩn bị thay quần áo rồi đến trường bỗng nhiên nước mắt vô thức chảy xuống khiến cô cảm thấy vô cùng bất an nên đã quyết định cúp học ơ ờ, tiện nhà sau đó định cùng tessi tham gia lễ hội truyền thống màn đêm buông xuống ba người họ cùng nhau đi ngắm sao trổi tím mát nhưng lại thấy nó tách ra một mảnh rồi lao xuống trở lại với taki lúc lúc này vẫn nghĩ rằng có thể thông báo cho Mitsuha trong lần hoán đổi kế tiếp, nhưng nó không còn xảy ra lần nào nữa. Taki không hề bỏ cuộc, bắt đầu tìm kiếm những tư liệu về vùng núi Hinda, phác họa bức tranh về nơi mà Mitsuha sinh sống, rồi quyết định đến gặp cô. Trước khi đi, cậu nhờ bạn thân làm thêm hộ mình, nhưng khi đến bến tàu, lại thấy Tetsukasa cùng chị Okurera đang đợi sẵn. Thế là cả ba người bắt đầu chuyến hành trình. Suốt đoạn đường, Taki luôn gắng sức hỏi người dân điểm đến thông qua các bức tranh mà cậu đã vẽ. Còn hai ông bà đi cùng thì lại cứ như đi nghỉ mát, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, mà chỉ sợ đồng đội ăn hại. Sau một ngày tìm kiếm không thu được gì. Ba người dừng chân tại một quán ăn gia truyền. Taki lồi bức họa ra nhìn kỹ một lần nữa khi bất ngờ chủ quán nói bức tranh đang vẽ thị trấn Itomori. Nghe đến cái tên Itomori, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, dường như có một điều gì đó mà ai cũng biết. Để giải đáp thắc mắc của Taki, bác chủ quán đã chở cậu đi đến đó, nơi bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Taki không tin vào mắt mình, vội lấy điện thoại ra xem nhật ký của Mitsuha, nhưng phát hiện tất cả đều đã biến mất. Trở về nhà trọ, Tsukasa giải thích cho Taki về thảm họa Itomori khi sao chổi Tiamat tiếp cận trái đất 3 năm về trước, một mảnh sao chổi đã tăng ra rồi rơi xuống Itomori, khiến cho một phần ba dân thị trấn thiệt mạng, trong đó có cả Sajachi, Tessie và buồn nhất là Mitsuha. Ngay lúc này, Taki nhớ đến câu nói của bà vào lần cuối cùng hoàn đổi. Mitsuha, cháu đang nằm mơ đó hả? Khiến cậu nghĩ rằng tất cả có lẽ chỉ là một giấc mơ. Taki tiếp tục tìm kiếm thông tin nhưng chẳng thu được gì. Đúng lúc này, Okudera bước vào muốn giúp đỡ tìm kiếm, rồi hỏi Taki về chiếc dây ở tay trái, nhưng cậu lại không nhớ ra ai đã tặng nó cho mình. Đúng lúc này, ký ức về Musubi và thân thể của đền Mirai Mizu trở hiện lên. Cậu quyết định đến đó để xác nhận sự thật sáng hôm sau, Taki đi nhờ bác chủ quán lên núi, đồng thời để lại bức thư để bạn mình về Tokyo trước. Còn bản thân thì dựa vào ký ức về ngọn núi này, tìm được tới thân thể của đền Miramizu, hiểu rằng tất cả không phải là mơ. Cậu đi vào trong, nhìn thấy hai hũ rượu mà mình và Yosuha mang tới, nên lấy rượu mà Mitsuha đã làm ra, uống no với mong ước quay ngược thời gian và tuyệt vời, không có chuyện gì xảy ra. Taki cảm thấy thất vọng, đang muốn đứng lên rời đi thì trượt chân, ngã xuống ngất lịm. Trong đầu cậu hiện lên tất cả ký ức của Mitsuha, quay cuối cùng là hình ảnh của sao trồi rơi xuống nên giật mình tỉnh lại thật bất ngờ taki lại ở trong cơ thể của mitsuha vỡ hòa trong sung sướng tự ôm chính mình rồi bật khóc nhưng bản năng không cho phép cậu quên đi việc bóp véo. Đúng lúc này Yosuha đi vào, khiến cho Taki xúc động muốn ôm, nhưng lại khiến cô bé sợ hãi chạy mất. Taki sau đó ra ngoài xem bản tin về sao trổi, rồi đột nhiên bà bước vào, nhận ra người trước mặt không phải là Mitsuha. Cậu vô cùng bất ngờ, nhưng nghe bà giải thích về những giấc mơ của người nhà Miramizu, nhận ra tất cả đều là vì ngày hôm nay, nên nói toàn bộ sự thật cho bà biết. Taki sau đó chạy thẳng đến trường học, nói với Tessie và Sayachi rằng tối nay tất cả sẽ chết nên họ bắt đầu kế hoạch giải cứu thị trấn đầu tiên là đánh bom nhà máy phát điện vãi lều cứu người bằng cách ném bom á sayachi sẽ dùng lá phát thanh ở trường để thông báo khủng bố còn taki sẽ để nhờ thị trường để di tản người dân sau khi thống nhất kế hoạch cậu đến chỗ ông miyami kể lại mọi thứ nhưng ông méo tin lập tức muốn đưa con gái đến bệnh viện tâm thần, thần taki kẻ cú định đấm ông một phát nhưng cậu nhận ra là đang ở trong cơ thể của Mitsuya, nên thất vọng rời đi. Lúc này mọi người đang tổ chức lễ hội, con đám trẻ thì đang trên đường đến đó. Taki ngăn cản chúng lại, nói sao chổi sẽ rơi xuống. Nhưng tất nhiên là chả ai tin. Đúng lúc này, Yosuha chạy đến ngăn cản chị. Taki thì bảo cô bé phải đưa bà chạy khỏi thị trấn ngay lập tức. Yosuha vô cùng lo lắng, rồi nói rằng Mitsuha rất lạ, đồng thời kể chuyện hôm qua cô đã lên tàu đến Tokyo. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Tessi và Sayachi đã chạy đến, khiến Taki rơi vào trầm ngâm, nhìn về hướng thần thể của Miramizu. Dường như cảm nhận được Mitsuha trong cơ thể cậu, đang ngủ say trong thần thể. Ngay lập tức, Taki mượn xe của Tessi để tới đó, bất giác nhớ lại ký ức về sợi dây mà bản thân luôn coi là bùa hộ mệnh. Vào 3 năm trước, Mitsuha đã lên đường từ Itomori tới Tokyo, tìm cả ngày trời mới thấy bóng dáng của Taki trên tàu điện. Cô chào hỏi, nhưng không hề biết rằng khi đó hai người chưa quen nhau, cuối cùng để lại sợi dây trong giấc mơ đầu tiên. Đúng lúc này, Mitsuha thức dậy trong thân xác của Taki, đi ra khỏi thân thể của Miramizu, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn của Itomori nên nhận ra là mình đã chết vào 3 năm trước bỗng Mr. nghe thấy tiếng gọi của Taki, đáp lại âm thanh ấy, rồi hai người vội chạy đi tìm nhau. Khoảng cách từ quá khứ tới tương lai, muốn tìm được thì chỉ có đọc Doraemon. Thế mà khi hai người chạy ngang qua nhau, trong khoảnh khắc đó họ đều nhận ra đối phương, muốn nắm lấy tay nhau nhưng không thể. Đúng lúc này thì thời khắc Kataware Doki đã đến, hai người lại hoán đổi một lần nữa rồi nhìn thấy nhau. Mitsuha khóc lóc ỉ ôi với Taki, rồi hỏi anh làm cách nào để hoán đổi, trong khi lúc đó cô đã chết. Taki nói mình đã uống bình rượu Kuchisamizake Khiến cậu ngượng ngùng mắng anh là cái đồ biến thái Rồi hỏi Anh chuyên bóp béo em đúng không? Thì em cũng sợ kêu anh suốt mài Taki trao lại sợi dây buộc tóc cho Mitsuha Nói về kế hoạch cứu thị trấn Itomori Nhưng lúc này thời khắc Kataware Doki sắp hết Nên họ quyết định lưu lại tên mình trên tay người kia Để không quên đối phương sau khi tỉnh giấc Taki vừa ghi xong Thì Kataware Doki cũng kết thúc Cả hai trở về đúng dòng thời gian Đoạn này cảm động vừa lờ Nên tôi sẽ không chốc gì cả Taki lặng người nhìn Mitsuha biến mất Cố gắng nhắc đi nhắc lại tên cô để in sâu vào tâm trí, nhưng bất lực, cậu chỉ nhớ mình đến đây để cứu sống một người, một người vô cùng quan trọng, một người không muốn quên, một người không được quên, nhưng là ai thì không thể nhớ. Lúc này Mr. Hà cũng trở về quá khứ, vội vã chạy đến nhà máy phát điện, cùng taxi phá cửa để đánh bom ở đó. Bùm, nhà máy phát điện nổ tung, khiến Ito Mori biến thành tác phẩm của nhà văn Ngô Tất Tố. Lúc này ở trường học, Sayachi dùng điện khẩn cấp để chạy máy phát thanh, thông báo có khủng bố để di tản người dân đến trường cao trung. Tetsu và Mitsuha thì vội chạy tới lễ hội để cảnh báo người dân ở đó, nhưng họ vốn không quan tâm lời của những đứa trẻ. Tetsu hỏi Mitsuha phải làm thế nào, nhưng anh lại nhìn thấy cô rơi lệ, tất cả chỉ vì Mitsuha đã quên mất tên của Taki. Nhưng Tetsu không hiểu điều đó, tức giận bắt cô đi thuyết phục ông già. Nghe vậy Mitsuha tỉnh táo lại, chạy vội đi tìm cha. Nhưng ngay lúc này, Sayachi bị bắt, còn thị trưởng thì đính chính lại vụ việc, yêu cầu người dân ở trong nhà đột nhiên trên bầu trời sao chổi tia à mát tách ra làm đôi khiến miss sư hoảng hốt chạy đến chỗ của thị trường vừa chạy cô vừa cố gắng nhớ lại tên của taki nhưng dù cố thế nào cũng vô ích đột nhiên miss sư hà vấp ngã trong cơn đau nhớ lại rằng Taki đã lưu tên trên tay cô và khi mở lòng bàn tay ra thì hiện lên bà chữ khiến Mr. hà gạt bỏ đau thương chạy thẳng đến chỗ ông Miyami bắt cha phải di tản người dân chuyển cảnh đến 3 năm sau tại thị trấn Itomori Taki tỉnh giấc không hề biết tại sao mình lại ở đây thời gian lại trôi đi cậu đã trưởng thành nhưng dường như vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó vô định Taki đi đến quán cà phê vô tình nghe được đoạn hội thoại của Tessie và Sayachi. Tuy không còn nhớ họ là ai, nhưng đủ để ta biết rằng người dân Mori đã sống sót. Sáng hôm sau, Taki lên tàu đi làm như thường lệ. Đột nhiên thấy một cô gái đang nhìn mình. Dường như họ biết đối phương chính là điều mà bản thân đang tìm kiếm. Nên cả hai vội vã xuống tàu, tìm thấy nhau nhưng đều không thể mở lời. Nên đành bước qua đời nhau, chưa muốn để làm nhau đau. Nên Taki lấy hết dũng khí quay lại hỏi, anh đã gặp em ở đâu đó rồi đúng không? Mr. Hà rừng rừng đáp lại, không anh ạ. Đùa thôi, thực ra là hai người cùng hỏi Tên bạn là gì? Đó là kết thúc của Your Name Đến cuối cùng thì tôi cũng méo biết là hai nhân vật chính có đến được với nhau hay không Nên hôm trước đã sang Nhật tìm ông Makoto Để hỏi kết thúc Nhưng mà tiếc là tôi không biết tiếng Nhật Nên là hóng có hiểu gì ấy Thôi thì hẹn các bạn trong các video tiếp theo của The Reviewer Bye